Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với một hiệu ứng tương đối đặc biệt ở trong trong Illustrator, đó là hiệu ứng 3D. Mặc dù là Illustrator là một cái chương trình mà hoạt động ở trên nền tảng 2D, tuy nhiên nó lại hỗ trợ chúng ta làm việc rất tốt trong các trường hợp mà chúng ta cần là tạo dựng những cái đối tượng 3D ảo ở trong không gian 2D của Illustrator. Thì phần 3D của Illustrator thì nó gồm có hai thứ. Một là SQL là làm cái khối 3D theo kiểu lập phương, và một phần thứ hai là Revolve, tức là nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái khối 3D theo tính chất là trụ, quay quay trụ 360 độ. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát cái cách thức làm việc của nó. Trước hết là các bạn cần có một cái đối tượng để thực hiện cái thao tác làm 3D. Đây, chúng ta có một hình như thế này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái ảo giác về 3D bằng cách là chọn đối tượng. Sau đó thì chúng ta vào menu Effect. Trong Effect thì các bạn sẽ tìm thấy cái menu 3D ở đây. Và các bạn sẽ có cái lệnh đầu tiên là lệnh Extrude and Bevel. Nhấp lệnh thì chúng ta sẽ thấy một menu cùng tên mở ra, đó là menu 3D Extrude and Bevel Option. Và nếu các bạn nhấp vào tùy chọn Preview thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình 2D của chúng ta nó bắt đầu được ảo hóa thành 3D như thế này. Trong các cái tham số mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái hộp thoại này thì phần đầu tiên mà chúng ta cần can thiệp đó là phần Extrude Deep. Cái độ sâu của nó, mặc định của chương trình nó sẽ luôn để cho chúng ta ở cái mức độ là 50 point. Nhưng các bạn muốn có một cái độ sâu mà nhỏ hơn hay là lớn hơn thì các bạn có thể làm hai cách. Một là các bạn bôi đen và các bạn gõ một tham số vào đây. Hai là các bạn sổ cái danh sách này ra và các bạn kéo con trượt. Và các bạn kéo trượt đến đâu hoặc là nhập tham số về đến đâu thì nó sẽ chiếu theo cái tham số chiều sâu mà chúng ta gán đó, nó sẽ làm cho cái khối của chúng ta nó sẽ có chiều sâu tương ứng luôn. Các bạn có thể quan sát trực quan luôn, sau khi mà các bạn thiết lập cái độ sâu thì trông cái khối của chúng ta nó sẽ như thế nào. Ở đây thì chúng ta có một vài cái điều cần lưu ý khi mà thực hiện 3D hóa một cái đối tượng. Ngoài cái độ sâu thì là một cái yếu tố rất là quan trọng rồi, thì các bạn còn có một cái lựa chọn ngay bên cạnh này nữa. Phần kép này thì chúng ta có hai lựa chọn. Mặc định thì nó là cái hình bên trái này, nhưng nếu trường hợp mà các bạn chọn cái tường kép up này thì nó sẽ cho chúng ta một cái khối rỗng lòng như thế này. Đấy, thì các bạn có thể là lựa chọn giữa hai cái tùy chọn khối trông là giống khối đặc hay là khối rỗng như thế này. Tiếp nữa thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái mô hình ở đây. Các bạn có hai cách. Một là các bạn đưa chuột vào và các bạn khi nào mà nhìn thấy cái mũi tên hai chiều thì các bạn có thể là nhấp chuột và các bạn xoay lật cái khối này ở trong cái không gian. Đấy. Và như thế là chúng ta sẽ thay đổi cái góc quan sát. Hoặc các bạn có thể là có ba cái trường ở đây. Đó. Các bạn có thể nhập một tham số vào đây hoặc các bạn xoay. Nhưng mà như thế này thì nó cũng tương đối khó hình dung. Có lẽ là cách làm mà chúng ta dễ hình dung nhất là chúng ta đưa trỏ chuột và chúng ta xoay trực quan cái đối tượng ở trong này. Có lẽ là cái cách mà nó dễ hình dung hơn là cái cách đưa tham số. Mặc dù hai cái nó thông nhau, tương thông với nhau. Bạn kéo cái đối tượng ở đây, mô hình ở đây thì cái tham số ở đây nó cũng sẽ thay đổi. Hoặc các bạn ra giảm ở đây thì cái khối nó cũng sẽ xoay theo. Nhưng mà cách làm trực quan thì có lẽ là bao giờ nó cũng dễ hơn cho chúng ta trong cái thao tác. Và để ý một tí, cái khối này của chúng ta nó có phân biệt mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới hay không? Thì có. Cái mặt đấy, thì mặt nào mà ở trong mô hình này mà các bạn nhìn thấy màu xanh thì đấy chính là cái mặt phía trước. Đấy. Và các bạn còn có cái phần position này. Trong này nó cung cấp cho các bạn một số các cái tùy chọn về mặt vị trí. Đấy, ví dụ như chúng ta chọn front này nè, thì nó cho chúng ta nhìn thẳng vuông góc luôn vào cái bề mặt đó.
rồi các cái mặt khác, mỗi khối này của chúng ta có 6 mặt thì nó cũng cung cấp cho chúng ta tất cả các cái trường hợp đó, front, rồi back, rồi left, right, rồi thì top, bottom, vân vân. Thế còn bình thường thì nó sẽ để cho chúng ta ở chế độ này, up, assist front, thì tức là nó sẽ cho chúng ta nhìn nghiêng từ phía bên cạnh trái vào và hơi check từ trên xuống. Đấy, còn các bạn có thể là tùy chọn các cái hướng khác, hoặc các bạn đây là những cái hướng mà mang tính mặc định. Đấy, nó phân ra một vài trường hợp cho chúng ta. Thế còn các bạn có thể đưa trực tiếp cái trỏ chuột vào để các bạn xoay lật cái khối này ở trong không gian. Ở đến đây thì về cách tạo cái khối thì là chúng ta đã nắm được. Tuy nhiên còn một thứ nữa mà các bạn cần phải lưu ý. Cái khối này thì nó vẫn ở một cái góc độ nhìn nó tương đối là bình thường. Mặc dù khi mà chúng ta làm vào trong cái không gian 3D ảo thì nó đã tuân thủ cái quy tắc perspective là cái phần nào mà gần chúng ta thì nó to, cái phần nào xa chúng ta thì nó hơi nhỏ lại, nó hơi hút về phía xa một tí. Tức là cũng đã có tính chất phối cảnh rồi nhưng mà nó không quá rõ. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta cần tạo một cái gì đó nó có tính chất gây ấn tượng với người xem thì các bạn có thể là sử dụng thêm cái trường bên phía dưới này, đó là cái trường perspective. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có cái tham số mặc định là 0, nhưng mà nếu các bạn kéo cái này thì các bạn sẽ quan sát thấy cái hình của chúng ta nó sẽ có sự khác biệt đi, và cái tham số này nó sẽ tạo ra một cái perspective nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ cho chúng ta những cái góc nhìn mà nó ấn tượng hơn so với lại một cái khối mà mới extrude một cách bình thường. Thế thì cái này thì tùy thuộc hoàn toàn vào cái nhu cầu thể hiện của các bạn, làm cho cái khối của chúng ta nó có độ tụ hay là độ hút mạnh hay nhẹ để tạo một cái góc nhìn gây ấn tượng với người xem thì các bạn có thể điều chỉnh cái này. Còn mặc định thì nó sẽ ở cái tham số là 0 như thế này. Tiếp nữa thì chúng ta có một phần nữa là cái phần bevel. Vừa rồi là chúng ta mới làm một trong hai option thôi. Đó là gì đấy? Các bạn nhìn ở trên này, theo cái tên thì chúng ta có hai thứ, một là extrude. Extrude là đang từ một cái phẳng như thế này, nó được tạo ra một cái độ hút, độ dày sâu về phía sau. Thế còn cái phần bevel này thì nó lại là cái khái niệm là làm nổi lên. Và nào làm nổi lên thì nó làm nổi cái gì? Nó làm nổi cái mặt chính, cái mặt gốc của đối tượng lên, và tất nhiên là cả cái mặt hậu của nó nữa, trong cái đối tượng đã được làm extrude. Các bạn sẽ làm việc với cái trường bevel này. Hiện tại thì nó đang để là 5, cho nên chúng ta chưa nhìn thấy cái khối nào nó làm dày lên. Tuy nhiên nếu như các bạn sổ danh sách này ra thì các bạn sẽ có một loạt các cái option khác. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có classic này, classic, rồi thì complex 1, complex 2, vân vân. Và mỗi một cái như thế này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cách mà làm nổi lên khác nhau, độ sâu, độ vát, vân vân. Chúng ta có rất là nhiều các tham số để mà chúng ta điều chỉnh, và khi chúng ta điều chỉnh thì cái khối này của chúng ta nó sẽ có được cái độ dày bề mặt lên tương đối là khác biệt. Nếu mà nhìn thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ giống một vài cái trường hợp, chẳng hạn như là tôi để cái classic này chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó giống như là những cái ô đố trang trí ở cái cửa, đúng không? Cửa gỗ ấy. Đấy thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế này. Các bạn muốn sử dụng cái nào thì các bạn bấm chọn cái chế độ hiển thị ở đây và nó sẽ đưa cái hình đó ra cho các bạn. Thế còn nếu không muốn làm nữa thì các bạn có thể là sổ danh sách ra và các bạn chọn lại là 5 thì nó trả về cho chúng ta ở cái chế độ là bình thường và chỉ có cái khối được extrude thôi. Thế đến đây thì cũng là cơ bản là chúng ta đã làm được một cái khối 3D từ một cái mặt phẳng thông thường rồi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một phần nữa là phần surface này, thì nó liên quan tới cái chế độ hiển thị của cái khối 3D ảo này. Trong này chúng ta sẽ có một số các tùy chọn như sau. Sổ danh sách ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có bốn cái tùy chọn tất cả. Một là wireframe. Khi tôi chọn wireframe này thì nó sẽ hiển thị cho tôi là cái khung dây như thế này thôi. Tất nhiên là
Đây cái phần xanh xanh này là cái đối tượng gốc nhé. Thế còn cái phần mà khung dây xám xám này là cái phần mà đường bao, đường đường chu vi của nó. Thế còn trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là no shading. No shading thì các bạn sẽ chỉ thấy một cái khối như thế này thôi và nó không phân biệt được rõ đâu là mặt trên, đâu là mặt dưới, đâu là mặt phải, đâu là mặt trái, vân vân. Vì trong trường hợp này là nó chỉ tô màu mà không đặt ở trong một cái môi trường ánh sáng. Cái khối hoặc là các hiệu ứng mà chúng ta nhìn nhận ra được thì hầu như là đều có sự can thiệp của ánh sáng. Mặt bắt ánh sáng nhiều, mặt bắt ánh sáng ít sẽ cho chúng ta nhận ra các mặt khác nhau. Trong trường hợp này là nó đang tô màu một cách thông thường, tạo hiệu ứng một cách thông thường nhưng không kèm theo đó là cái hiệu ứng ánh sáng, cho nên chúng ta cũng không phân biệt rõ ràng được mặt trước mặt sau. Tuy nhiên chuyển sang chế độ thứ ba, Before Shading, thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là có cái sự sáng tối khác nhau của các mặt, tức là có sự can thiệp của ánh sáng vào từng mặt một nhiều hay ít. Do đó thì chúng ta sẽ nhận định được rõ ràng hơn từng mặt một cũng như là chiều trước chiều sau. Đấy. Thế và cái tùy chọn cuối cùng này là Plastic Shading. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi chuyển nó hay là không chuyển nó giữa cái diffuse thì nó có vẻ như là cũng không rõ ràng lắm. Cái này là nó mô phỏng cái độ phản quang, cái độ hắt ngược ánh sáng lại của một cái bề mặt mà có tính chất plastic, tức là nó tương đối là trơn, tương đối là bóng và độ phản quang nó mạnh. Tuy nhiên ở trong cái đối tượng dạng khối mặt phẳng như thế này thì cái nháy phản quang đó nó không rõ ràng cho lắm, cho nên là các bạn để thì cứ để thôi, nhưng mà nó cũng sẽ không đem lại một cái hiệu ứng thị giác thật sự là rõ ràng trong trường hợp này. Và cuối cùng thì chúng ta có một tùy chọn nữa, đó là tùy chọn Map Art. Map Art là ở cái nút bấm này. Khi mà các bạn bấm Map Art, nó sẽ mở ra một hộp thoại tiếp theo cùng tên là Map Art như thế này. Và các bạn sẽ tìm thấy một cái trường ở phía trên là trường Symbol. Hiện tại mặc định cái trường này nó sẽ để mặc định là năm, tức là chưa gán bất kỳ một Symbol nào. Ở đây thì tôi sẽ giải thích với các bạn về khái niệm Map Art, tức là chúng ta sẽ lấy một Symbol là một cái đối tượng đặc biệt ở trong Illustrator và chúng ta sẽ dùng nó để đưa vào một bề mặt được chỉ định ở trong cái khối XU mà chúng ta vừa mới tạo. Việc đưa cái đối tượng này vào thì nó sẽ góp phần là tạo ra một cái yếu tố trang trí. Cái khối của chúng ta là cái khối 6 mặt đúng không? Nó sẽ hiển thị cho chúng ta danh sách rất rõ. Bây giờ tôi đang ở cái mặt nào và các bạn cũng nhìn rất rõ này. Mặt nào đang được chọn thì nó sẽ có một cái viền đỏ như thế này để nó phân biệt, nó chỉ rõ rằng là nếu mà bạn gán vào thì nó sẽ gán vào cái mặt đó. Thế còn gán cái gì thì chúng ta sẽ sổ cái danh sách symbol này ra. Tạm thời bây giờ tôi nói với các bạn cách dùng đã. Còn symbol là cái gì, lấy ở đâu và cách tạo ra symbol thì chúng ta sẽ giải thích nó sau một chút. Đây, ví dụ tôi chọn cái vector game này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái mẫu symbol giống như cái hình giọt mực hay giọt sơn rơi như thế này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi áp vào symbol vào cái mặt này, mặt này là mặt 1 trên 6 mặt và nó cũng chỉ cho tôi biết được luôn là nếu gán vào thì nó nằm ở đâu ở trong cái 6 mặt đó. Nếu mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì cứ thế là ok là xong. Tuy nhiên ở đây các bạn vẫn nhìn thấy cái bunny box, cái hộp điều khiển. Các bạn cũng có thể là đưa trỏ chuột vào đây, các bạn thu nhỏ nó lại, các bạn điều chỉnh nó vân vân. Như là các bạn điều chỉnh các đối tượng, như các bạn điều chỉnh các object bên ngoài. Thế còn trường hợp mà các bạn muốn cho nó căng đều ra, nó phủ kín hết bề mặt thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái nút lệnh là Scale to Fit. Thì lúc này bất kể là cái symbol của chúng ta nó có kích thước, nó có hình dáng như thế nào thì nó cũng sẽ được kéo ra và nó sẽ căng đầy luôn cái diện tích của bề mặt của cái mặt mà chúng ta đang gán chất liệu đó. Thế còn trường hợp mà các bạn không thích dùng nữa thì các bạn nhấn vào nút Clear cho tôi. Trường hợp này thì nó sẽ xóa bỏ cái symbol vừa gán. Còn nếu mà cao hơn, các bạn nhấn Clear All thì có bao nhiêu symbol được gán vào trong các mặt.
bất kể là mặt này hay một mặt nào khác ở trong khối chúng ta, thì lệnh Cleo này nó sẽ xóa sạch sẽ tất cả các cái symbol vừa mới được gán. Đây, bây giờ tôi gán lại cái mặt này. Đó, ok, xong. Đến đây nhấp ok. Thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng symbol này được gán vào bề mặt như là một cái hình trang trí ở trong đó. Các bạn cũng có thể quay, các bạn xem tiếp các mặt khác và các bạn gán cái mặt khác. Chẳng hạn như là tôi lại map app tiếp, và bây giờ tôi chọn là gì đây? Tôi chọn sang mặt 2. À, mặt 2 là mặt phía sau. Tôi muốn làm cái kế tiếp cơ thì tôi bấm tiếp cho tới khi nào mà tôi tìm thấy cái mặt kế tiếp, đúng không? Sổ danh sách ra và chọn một cái mặt khác. Đấy. Tôi có thể là vẽ một cái gán một cái symbol khác chẳng hạn. Đấy, và cái việc gán như thế này thì chúng ta sẽ nhìn rõ luôn là nó hiển thị ở vị trí nào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái tính chất hơi ngược một tí đấy nhé. Nhìn ở dưới thì nó lại ở trên. Đấy. Trong một vài trường hợp chúng ta còn phải xoay xoay trở một tí. Thế sau khi mà các bạn cảm thấy là đặt ở vị trí này tốt rồi, đúng rồi, các bạn ok, các mặt còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Sau khi mà làm xong nhấp ok và chúng ta sẽ có cái khối hình như thế này. À, việc điều chỉnh thì do cái đối tượng này của chúng ta nó nằm ở trong cái hiệu ứng effect, cho nên là cách xử lý cũng vẫn giống như tất cả những effect trước mà tôi đã nói với các bạn. Có nghĩa là các bạn phải chọn cái đối tượng mẫu ở đây, sau đó mở cửa sổ appearance này ra và các bạn bấm vào cái lệnh extrude. Đấy, thì nó lại mở cửa sổ ra cho phép các bạn quan sát hoặc là các bạn điều chỉnh. Muốn chỉnh cái gì, muốn thay đổi cái gì thì các bạn sẽ ra giảm các tham số ở đây. Thế thì cái phương pháp làm như thế này thì nó khá là đơn giản. Trong hai loại thì cái revolve với lại cái extrude này, extrude là tương đối là đơn giản. Thế tôi cũng giải thích luôn một tí là ngoài cái việc mà các bạn làm cái khối này để tạo ảo thì đấy là về mặt kỹ thuật thôi. Đây là về mặt kỹ thuật. Thế nhưng mà trong thực tế thì nó được áp dụng vào cái gì? Đấy. Chẳng hạn như là trong thực tế khi mà chúng ta làm một cái thiết kế thì chúng ta có thể làm rất là nhiều dạng thiết kế khác nhau. Nhưng mà trong đó thì có những cái thiết kế mà nó sẽ có tính chất là ba chiều. Ví dụ như là các bạn làm một cái hộp, đúng không? Tôi lấy ví dụ ngay đây. Chúng ta lấy ngay một cái hình như thế này. Một cái hộp chứa sản phẩm, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta làm một hộp chứa thì thực ra cái hộp của chúng ta thì hộp cơ bản và là nó cũng gồm có 6 mặt. Tất nhiên là có những hộp phức tạp hơn, không phải là trụ 4 mặt nữa mà nó là trụ 6 mặt hoặc là 8 mặt hoặc là tam giác. Đấy. Nó sẽ có nhiều cái dạng khác nhau. Nhưng mà hộp dạng cơ bản nhất là hộp 4 mặt. Thế thì thường là chúng ta làm thì 4 mặt là 4 mặt đứng thôi, chúng ta lại còn tính thêm cả mặt trên này, chúng ta còn tính thêm cả mặt đáy này. Đấy, thông thường nhất là dạng hộp 6 mặt. Và trong cái thiết kế của chúng ta thì không phải là chúng ta vẽ ra ngay như thế mà là chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ có một cái mặt này. Sau đó thì tôi lại có thêm một mặt khác này. Ví dụ như này, sau đó lại một mặt nữa này. Đây, chúng ta sẽ gán cho nó một cái đường viền đi cho nó dễ nhìn nhé. Đấy. Thế đây tiếp nữa là gì đây nhỉ? Một mặt nữa này, bốn mặt này. Sau đó thì chúng ta lại phải có thêm cái gì nữa? Thiết kế thông thường thì không phải là thiết kế ngay một cái hộp dạng hộp đâu, mà nó phải trải phẳng ra để cho nhìn thấy từng mặt một nó như thế nào, mặt nào nằm cạnh mặt nào và trên đấy chứa chữ nghĩa hoặc là chứa hình trang trí gì. Rồi tiếp nữa thì chúng ta còn có những cái gì đây nhỉ? Có những cái tai, ví dụ như này, tai để gập, mép gập như này. Đó. Rồi mép hộp to, nắp hộp. Đấy. Nắp hộp xong rồi lại còn có gì nhỉ? Lưỡi chai gập xuống. Bên này cũng sẽ tương tự như thế.
cái nắp này ở đây thì cái phần đáy thì nó lại phải nằm ở đây, đúng không? Ví dụ đây là một cái đơn giản nhất. Thế còn bên này các bạn sẽ còn phải có thêm một cái gì đây nhỉ, một cái mép để dán đấy. Thằng này cũng thế, trên có cái nắp này thì có thể là dưới cái tai này thì các bạn có thể là các bạn cũng vẫn sẽ cần phải có thêm một cái tai nữa ở dưới nữa, hoặc ít nhất là mép này nó phải có một cái để gập vào nhỏ nhỏ như này đấy. Các bạn nhìn sơ bộ thì một cái hộp của chúng ta nó sẽ phải diễn giải ra như thế này, à, từng cái mặt một nó chứa cái nội dung gì thì chúng ta cũng sẽ phải vẽ vào, chúng ta phải bố trí vào, đưa ảnh, đưa chữ, đưa hình minh họa các thứ, đưa nội dung chữ nghĩa vào đây. Thế thì đây là cái thiết kế thông thường mà người thiết kế chúng ta phải làm. Nhưng đến đây thì đã xong chưa? Về mặt kỹ thuật thì đến đây là xong rồi, nếu mà chúng ta thiết kế. Nhưng mà cái việc thiết kế cho nó đúng là một chuyện, còn thuyết phục khách hàng và để cho khách hàng hình dung ra sau khi thiết kế xong, in ra cái hộp của chúng ta thiết kế cho họ trông như thế nào, thì chúng ta lại phải đưa cho họ một cái gì đó để họ hình dung. Tại vì là người mà trong nghề, nếu mà họ có nghề lâu rồi thì có thể là họ sẽ chỉ cần nhìn trên cái bản thiết kế phẳng của chúng ta như thế này là họ hình dung được ngay cái hộp trông nó như thế nào. Đấy. Nhưng mà nếu mà khách hàng là người không có nhiều kinh nghiệm lắm, họ mới tham dự vào trong đó và họ đặt hàng chúng ta chẳng hạn, thì họ sẽ rất là thắc mắc là thế đến lúc mà thiết kế xong thì trông nó như thế nào. Và chúng ta cũng không bắt họ phải hình dung trong đầu giống như chúng ta. Chúng ta làm nhiều thì một mức độ nào đó cái sự tưởng tượng ở trong đầu chúng ta rất là tốt. Chúng ta chỉ cần nhìn ở trên cái phần 2D là chúng ta có thể hình dung ngay ra được cái 3D nó sẽ như thế nào. Nhưng mà một số người thì sự tưởng tượng nó không được tốt như thế, thì họ sẽ yêu cầu chúng ta là dựng cho họ xem trên máy cái hộp đó trông nó sẽ như thế nào. Đấy. Thế thì dựng một cái hộp như thế thì lại phải sử dụng tới cái sự trợ giúp của cái chế độ map app này. Có nghĩa là chúng ta thiết lập từng cái mặt này, thiết kế xong xuôi rồi, đầy đủ chi tiết rồi, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái thiết kế này và chúng ta sẽ biến nó ra thành một symbol. Đấy, ví dụ tôi demo cho các bạn xem một tí là làm như thế nào. Bây giờ tôi coi mặt này là mặt chính đi, đây là mặt một đi. Đó, đơn giản là có con số 1. Đó, đơn giản là có con số 1. Thế mặt này là mặt 2, mặt tiếp theo đây, chúng ta nhân bản luôn cái này và đổi số giữ A kéo sang, đúng không? Tất cả trong họ nhà đúc thì đều tuân thủ theo quy tắc đó, chọn một đối tượng kéo nó đi và nhấn A thì sẽ là nhân bản. Photoshop cũng thế, Illustrator cũng thế, InDesign cũng thế. Đây, tôi đánh dấu là mặt 2, đúng không? Bây giờ tôi lại tiếp tục nhân lên cho nó thành mặt 3, mặt 4, mặt 5, và cuối cùng 6. Đấy, ví dụ này thôi, có thể nó chưa được tuyệt đối chính xác về mặt kích thước tại vì tôi vẽ vừa rồi là đang tính minh họa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để ra được cái hộp này? Chúng ta tính như sau nhé. Đây, tạm thời bỏ cái hình này đi. Tôi sẽ dựng một cái mô hình như sau. Đây là một cạnh, đúng không? Bây giờ tôi cần phải xác định được là cái này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, và đến lúc mà dựng lên thành hộp thì cái chiều sâu của nó là bao nhiêu. Thế thì trước hết là tôi chọn thử cái này để tôi xem cái rộng, cái sâu của nó sẽ là bao nhiêu. Ví dụ đây là 26,22. Ok, tôi có được con số này rồi. Tôi sẽ làm như sau. Chọn cái đối tượng này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào effect và 3D extrude. Đó. Bây giờ thay vì 50 point
Tôi sẽ gõ luôn cái đơn vị này vào, tôi dán cái đơn vị mà tôi vừa copy vào đây và tôi gõ thay thế bằng đơn vị là gì đây? Mm. Thế thì cái khối này của chúng ta nó đủ sâu vào như là chúng ta yêu cầu. Trường hợp tiếp theo thì các bạn nên chọn và các bạn hủy bỏ cái đường viền này đi giúp tôi thì nó sẽ ra được cái khối. Như vậy là chúng ta đã có được cái hình cơ bản về cái hộp này rồi. Thế thì làm tiếp theo nữa thì chúng ta làm cái gì? Tôi và các bạn sẽ chọn toàn bộ những gì có ở trong cái mặt một này, đúng không? Bất kể nó là cái diện tích bề mặt, màu mè, chữ nghĩa, hình vẽ, tóm lại là trên cái mặt một này khi chúng ta thiết kế nó có cái gì thì chúng ta sẽ chọn hết cái đó. Và sau khi chọn xong chúng ta làm gì? Chúng ta mở cái bảng symbol này ra. Đấy, các bạn vẫn giữ cái này được chọn và các bạn bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng này. Bằng việc này thì chúng ta sẽ tạo ra một symbol từ cái đối tượng trên màn hình mà chúng ta đang chọn. Các bạn đặt tên cho nó. Ví dụ tôi đặt tên là một, giống như là cái số mặt của nó nhé. Ở đây các bạn có thể chọn giữa hai chế độ là Movie Clip và Graphic thì chúng ta chọn Graphic đi. Sau đó thì nhấp OK. Đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có một symbol mới được xuất hiện trong này và nó mang đúng hình dáng cũng như là các cái tham số đang có ở trên mặt một. Làm việc tiếp theo đó là chúng ta chọn mặt hai đó và cũng tạo ra một symbol tương tự như thế, tôi đặt tên là hai, nhấp OK. Tiếp tục làm việc với mặt ba, thao tác cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Mặt bốn, mặt 5, nhớ là đừng lấy thừa những cái không cần thiết. Đấy, tạm thời thế đã. Nhìn thì chúng ta thường nhìn là từ trên xuống, ít làm cái mặt đáy cho nên các bạn có thể làm sau hoặc là bỏ qua cũng được. Tại vì là ít ai người ta lật cái đáy lên xem, trừ phi lúc thiết kế các bạn có đặt một cái thông tin gì đó dưới đáy thì các bạn làm tiếp cho tôi cả cái mặt 6. Thế đến đây chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Sau khi chúng ta tạo ra một loạt các symbol cần thiết rồi thì tôi mới bấm vào trong cái hình này và theo như cách mà chúng ta đã trao đổi với nhau, bấm vào menu Appearance. Trong Appearance này các bạn vào lại cái phần 3D Extrude and Bevel, bật Preview lên để quan sát. Và tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Chọn Map Art. Sau đó thì ở mặt một này thì các bạn sổ danh sách ra, các bạn gán cho tôi là gì đây? Một. Tất nhiên là nó sẽ bằng luôn tại vì là cái symbol chúng ta làm từ chính cái bản thiết kế của cái mặt một đó. Cho nên là chúng ta không phải làm thêm bất cứ một thao tác nào nữa. Đương nhiên là nó sẽ khớp vào luôn với mặt một đấy rồi. Tiếp theo chuyển tiếp mặt hai. Đó. Đấy. Bây giờ đến cái mặt này thì tôi sẽ phải làm sao đây, chọn tiếp cái mặt số 2, nhưng ở đây các bạn nhìn thấy là nó đang có vấn đề. Trong trường hợp này là nó đang bị xoay. Đấy, nó đang bị xoay, các bạn cần phải xoay lại cho tôi cho nó khớp. Đó là tương tự như thế. Bây giờ tiếp tục đến mặt sau thì các bạn cứ làm dần 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 từng mặt như thế. Nếu mà đến đây chúng ta làm tiếp, chúng ta sẽ tìm cái mặt trên này, đúng không? Mặt trên này tương đương với thằng 5 đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta xem đây, 5 đây rồi, ít nhất là như đến đây thì tôi đã được ba góc quan sát đã. Nhập OK đi, OK thêm lần nữa thì đây các bạn sẽ nhìn thấy này, mặt 1 này, mặt 2, mặt 5, ví dụ như thế là tôi đã ghép được vào. Hoặc là các bạn cứ tưởng tượng làm một cái đơn giản hơn, ví dụ như là các bạn làm một khối lập phương đi. Đấy, cứ mô tả thử nó giống như là một con xúc xắc chẳng hạn, thì các bạn cứ tạo cho tôi mấy cái chấm từ 1 cho đến 6, sau đó thì các bạn gán cái nó ra thành symbol và các bạn ép cái symbol nó lên từ mặt một thì các bạn sẽ tạo được một con xúc xắc, ví dụ như thế. Thế thì với cái cách như thế này thì nó sẽ là một cái phương án rất là tốt để mà các bạn tạo ra được một cái sản phẩm không những là ở thiết kế phẳng, là thiết kế kỹ thuật như thế này đấy, từng mặt một chứa nội dung cái gì, và đến phần sau thì các bạn sẽ có thế đấy, vẽ xong hết rồi thì các bạn làm demo cho người ta xem một cái hộp
À, đấy mặc dù chưa in đúng không? Tại vì là đây vẫn còn đang nằm ở trên máy của chúng ta mà. Thế nhưng mà bằng việc cho người ta xem trước một cái hộp mà đã được dựng ở trong không gian 3D ảo như thế này thì khách hàng người ta sẽ rất dễ dàng để người ta hình dung ra, ừ đúng rồi, cái chi tiết này ở trên cái mặt phẳng thì cái 2D này đến lúc lên hộp thì trông nó sẽ như thế này, nó nằm ở đây, trông nó đã hợp lý chưa, tức là cho người ta xem một cái giống nhất với lại cái sản phẩm. Đấy. Mặc dù sản phẩm chưa có nhưng mà người ta cũng hình dung được luôn. Và thực ra thì cái hộp này của chúng ta hoàn toàn có thể là gì đây nhỉ, chúng ta hoàn toàn có thể là xoay trở nó ở trong gì, ở trong cái môi trường 3D này đấy, để cho người ta xem góc nọ xem góc kia đấy. Với cái cách như thế này thì đây là một phương tiện thiết kế mà tôi cho rằng là nó rất rất tốt để cho chúng ta có thể là xử lý được cho khách hàng xem trước được các cái thiết kế làm sao cho nó giống nhất với lại cái sản phẩm khi đã in ra và đã dựng hộp lên. Thì cái ứng dụng mà có lẽ là hợp lý nhất đối với kiểu là của 3D này chính là như vậy.